hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là mình đây à, thì ngày hôm nay là các bạn và các anh chị thấy là thị trường chúng ta có những cái sự phân hóa rất là mạnh đúng không à, và đặc biệt mọi người thấy là thị trường chúng ta là đã có những cái lúc mà thị trường thủng qua 1.200 và sau đó có những cái sự hồi phục à, thì như vậy thì chúng ta thấy là đây có phải là một cái sự hồi phục uh, chưa phải là mạnh lắm à, và cần có thể bị điều chỉnh tiếp hay không chúng à, ta gọi là hồi mã thương đúng không anh chị vậy rồi à, thì như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ review cho các bạn anh chị thị trường trước và sau đó chúng ta cũng có những cái góc nhìn chung tổng thể về thị trường và những cái nhóm ngành mà các bạn anh chị có thể cần quan tâm. Rồi mình nghĩ là chúng ta cùng sẽ chia sẻ những cái nhóm ngành và đặc biệt hơn là có một số cổ phiếu chúng ta cần quan tâm, chia sẻ. Rồi các bạn, và các anh chị thấy những cái chia sẻ bình mà hữu ích thì các bạn nhớ cho mình một cái like, một cái share và cũng như là có thể là comment ở dưới cái phần bình luận nha. Thả tim cũng được hoặc là các bạn, và các anh chị comment cũng được ha. Cần comment gì mình sẽ trả lời cho các anh chị các bạn nha. Rồi à, thì như vậy thì chúng ta thấy là thị trường ta hôm nay cũng có một cái gọi là hồi phục lại và gần như là không có giảm điểm nhiều chỉ có giảm đâu đó khoảng 0,31 điểm thôi ở tương đương với 0,03% thì như vậy thì chúng ta gần như là đứng giá rồi à, nhưng mà với những cái nhóm ngành thì bạn thấy là nó có sự phân hóa rất là nhiều ha và thanh khoản thì mình nghĩ là cũng tăng trở lại nè đó là 23 23.341 tỷ và có 255 mã tăng ở trong đó có 3 mã tăng trần 66 mã đứng giá và 244 mã giảm trong đó có 4 mã giảm sàn còn đối với lại vn10 thì các bạn thấy là hôm nay vn10 xanh điểm trở lại ha và tăng được 1,8 điểm tương đương với lại 0,15% và 15 mã tăng 3 mã đứng giá và 12 mã giảm rồi ha và cái thanh khoản đạt 9.353 tỷ các bạn và các chị thấy là thanh khoản cũng tăng hơn ha giờ này mình chưa thấy được uh, tự doanh nhưng mà chúng ta thấy là tự doanh ngày hôm qua vẫn là một cái bán uh, bán uh, rồng gần 200 tỷ đó là 197,73 tỷ còn uh, hôm nay mình thấy là thị trường uh, có những cái phản ứng tốt ở 1.200 uh, và có những cái lúc mà các bạn anh chỉ thấy là cũng uh, giảm điểm luôn ha mình nghĩ là cũng có giảm điểm luôn Rồi thì như vậy thì em thấy là nước ngoài hôm nay bán à, bán rồng khá là mạnh ha. 300 à, gần 372 tỷ thì em thấy là có tập trung vào nhiều hòa phát. STB, HCM, BCI Rồi các biến động thì các bạn các anh chị thấy là như là vít, à, Vít mình nghĩ là tiếp tục là phá đáy về mặt ngắn hạn và chúng ta thấy là đi trở lại về cái vùng nền dài hạn rồi thì cho nên là em thấy là ở vùng này thì rất là khó rồi đúng không? Vì cơm băng nè rồi như là BID, à, SAB, VBank, Novaland, AB và một cái chứng chỉ quỹ. À, và trong đây chúng thấy là có về như Hòa Phát, GAS, FPT, Vinhome, DGC, STB, MSB và SI là những cái cổ phiếu tăng trở lại và giúp cho thị trường tăng điểm ha. Rồi mình thấy là ngày hôm nay các bạn thấy là những nhóm ngành mà đầu tư chứng khoán mà gọi là phi chứng khoán này giảm mạnh ha đây là những cái uh, về uh, thuộc cái chỉ quỹ này các bạn giảm khá là mạnh đây và những cái, cái nhóm bảo hiểm cũng giảm gần một phần trăm và nhóm ô tô phụ tùng cũng giảm nè và hai cái nhóm mà có trụ cột về thị trường thì các bạn có chị thấy là như là bất động sản và ngân hàng là hai cái nhóm mà cũng là về thị giá thì cũng giảm mạnh nhưng mà nhìn chung thì các bạn có chị thấy là có những cái sự phân hóa rất nhiều mình nghĩ là cái đây là thể hiện sự phân hóa đúng không thể hiện sự phân hóa có những mã xanh vẫn có những cái mã giảm bất động sản thì cũng vậy thôi đó thì các bạn các anh chị thấy bây giờ thì chúng ta phải chọn cổ phiếu để chúng ta tham gia và giao dịch à, tham gia và giao dịch chứ không phải là chúng ta gọi là gọi là trong một ngành giảm thì chúng ta cũng sợ hết đó và mình nghĩ là những cái nhóm mà khi có những cái điều chỉnh này mình thấy là nhóm chứng khoán nhóm uh, bất động sản và ngân hàng thì nó cũng sẽ hấp dẫn hơn còn uh, ngày hôm nay các bạn thấy là những cái nhóm ngành mà như chứng khoán đó, vẫn là một cái xanh điểm nhưng mà mình nghĩ là cũng có sự phân hóa, đúng không? Nó cũng có phân hóa. OK. À, và hôm nay tăng thì chúng ta thấy là có nhóm công nghệ thông tin, nhóm công nghệ thông tin hôm nay cũng tăng tốt, như FPT vẫn tiếp tục tăng ha. Rồi à, nhóm thép hôm nay cũng tích cực, à, hóa chất bán lẻ cũng hồi phục, bán lẻ thì hồi phục so với ngày hôm qua và điện nước. Đặc biệt hôm nay những cái nhóm ngành điện thì các bạn thấy là như là trong đây thì có hôm đây không có BC1 các bạn. BC1 thuộc về ngành xây dựng hơn. Đó, BC1 nó được xếp trong ngành xây dựng nha các anh chị bạn. Và... nhóm nguyên vật liệu xây dựng nè. Thì các bạn có chị thấy là BC1 được xếp trong cái ngành này. Đó, thì hôm nay cái ngành xây dựng có sự phân hóa rất là mạnh. Mình nghĩ là chúng ta sẽ xem những cái cổ phiếu giảm sàn như là scn Hôm nay mình nghĩ là những cái thông tin liên quan như là nợ, nợ bảo hiểm của công nhân đó, những cái liên quan tới phe cân thì các bạn các anh chị thấy là hôm nay thì uh, giảm sàn đó mình nghĩ là khi giảm sàn thì chúng ta nó có những cái thông tin như vậy thôi đó, nhưng mà thực chất thì mình nghĩ là đó đó là những cái nhịp mà scn bất cân bằng thì cũng như là mình phân tích với các anh chị bạn là scn về vùng nào thì nó lẽ sẽ là cái vùng là vùng hấp dẫn đó các anh chị ạ. đó thì mình nghĩ là mình cũng chia sẻ cho các bạn anh chị một cái list về các cổ phiếu mà mang với cái khối lượng lớn đó mình nghĩ là mình chia sẻ cho các bạn một cái những cái khối lượng lớn như cái các mã như là mình có ghi lại này, các bạn đó ci nè fcn nè rồi vcg nè lcg nè rồi bc 1 nè đúng không đó hut nè rồi c 4 g nè đó là những cái cổ phiếu mình muốn chia sẻ cho các bạn trong những cái lần trước rồi, OK. Thì uh, như vậy thì chúng ta sẽ đi vào thị trường để chúng ta đánh giá. Và ngày hôm nay thì các bạn, có anh chị thấy là về mặt ngắn hạn thì thị trường vẫn có những cái phản ứng khá là tốt ở quanh 1.200. Nhưng mà các bạn thấy là những cái lúc thấp nhất của thị trường nó sẽ rơi vào ở 1 85 Thì có nghĩa là chúng ta thấy là có những cái lúc đã phá đi cái hỗ trợ 1.200.02, à, đó là hỗ trợ 02. Và mình nghĩ là mình vẫn thiên về cái khả năng thị trường vẫn sẽ phải tiếp tục phá ở cái vùng này đó, phá cái vùng này và đi xuống thì cho nên là các bạn các chị thấy là về đây thì cơ bản thì uh, thì thì index của chúng ta sẽ có những cái nhịp hồi mình nghĩ là sẽ có những cái nhịp hồi về đâu đó lại cái vùng 1017 và thậm chí cao hơn một tí ở 127 rồi sau đó nó sẽ tích lũy lại và sau đó nó sẽ tiếp tục một cái hành trình đi xuống đó về cơ bản mình nghĩ là tại sao mình nói đi xuống như vậy ha mình nghĩ là vùng này khi các bạn phải, sẽ, sẽ xem giúp à, mình là trong hai phiên giao dịch tới những cái vùng 1200 này đúng không? nó không giữ vững được thì các bạn có chị thấy là nó sẽ tiếp tục đi xuống đúng không? tiếp tục đi xuống thì chúng ta cần quan sát tiếp hai phiên giao dịch nữa à, và tiếp tục một cái điều này mình nghĩ là thị trường vẫn sẽ có hồi đúng không sẽ có hồi cho các anh chị về mặt ngắn hạn và gần như là trong cái vùng này mình nghĩ là cái vùng hơi khó giao dịch ở các bạn và các anh chị nên xem xét những cái cổ phiếu nào chúng ta giao dịch được thì chúng ta mới giao dịch ha và đặc biệt mình nghĩ là trong giai đoạn này các bạn đừng margin không mời, nếu như giả sử các bạn các anh chị mời xin á đó, đó, thì chúng ta gọi là canh những cái vùng hỗ trợ của thị trường như thế này nè các bạn mua đó, mua xong đúng không chúng ta khi mà hồi phục chúng ta lên chúng ta bán ra đó, và đặc biệt có nghĩa là chúng ta để làm được điều đó thì chúng ta phải có hàng còn sẵn đó, nha các anh chị bạn nha để làm chứ không phải là chúng ta tham hơn rồi và mình nghĩ là thị trường của chúng ta về như mình nói ở đây hả thị trường của chúng ta là đây có những cái cú hồi khi nó có những cái phản ứng ở vùng 1202 và vùng 1200 đó, thì cũng như là mình chia sẻ cho các bạn và anh chị trong những cái lần trước đúng không ở những cái lần trước của thị trường đây mình mở lại cho các anh chị các bạn thấy đây ha thì các bạn thấy là mình vẫn chia sẻ cho mọi người là thị trường của chúng ta uh, vẫn tiếp tục là dù là mình nghĩ là nó vẫn đang điều nó vẫn quay lại cái vùng đỉnh đúng không? quay lại cái vùng đỉnh ngắn hạn ở đây ở một ngàn hai 1250 thì mình nghĩ là để vượt đỉnh này nó sẽ dễ rất là thất bại cao thì như những cái nhận định của mình mình nghĩ là đã chính xác rồi và gần như mình chia sẻ với mọi người là trong giai đoạn này chúng ta cân bằng cái tài khoản lại có nghĩa là chúng ta vẫn có cổ phiếu và vẫn có tiền để làm gì các bạn chờ những cái rượu bỏ này, này nè những cái vùng hỗ trợ tương đối ở cái vùng 1190 với 1200 thì đó thì những cái vùng 1200 này mình nghĩ là thị trường vẫn chưa xong nha yeah, mình nghĩ là thị trường vẫn chưa xong vì vì cơ bản mà các anh chị thấy là cái kênh xu hướng của chúng ta vẫn còn đúng không thì mình nghĩ là ở những cái vùng lơ lửng ở may này nó có phản ứng đó nhưng các bạn các anh chị thấy là à, tầm khoảng hai phiên nữa hai phiên nữa mình nghĩ là nó sẽ có hồi nha hai phiên nữa nha các anh chị bạn có nghĩa là chúng ta thấy hôm nay là thứ ba thứ ba thì cho nên là các bạn và các anh chị thấy là tầm thứ tư thứ năm vẫn có hồi nhưng sau đó các bạn thấy là những cái sự rung rũ đó rất mạnh xảy ra trong tuần này đó thì cũng như là sẽ trùng khớp với cái thời gian mà mình chia sẻ với mọi người là trong cái cuối tháng này đó cuối tháng 9 này thì trường mới có cơ hội thị trường xuất hiện cơ hội nhiều hơn đó, và lúc đó nó sẽ bắt đầu đi lên đó ha thì mình nghĩ là như vậy đối với lại thị trường nó sẽ hợp lý nhất còn với các anh chị bạn thấy là gì những cái vùng này nó vẫn là một cái vùng uh, uh, tích lũy đúng không và sau đó bạn thấy là hồi sau đó nó chỉnh thì chúng ta chung khớp với thời gian và mình nghĩ là cuối tháng 9, tầm cuối tháng 9 và đầu tháng 10 thì cái cơ hội của thị trường sẽ có uh, thì như vậy thì chúng ta sẽ xử lý trong những giai đoạn khó như thế này như thế nào đó. thì chúng ta phải đối diện với nó và đã trải qua và mình nghĩ là thị trường vẫn còn cái hỗ trợ và các bạn và các anh chị thấy là những cái hỗ trợ này nó rơi vào um, 1180 và sau đó nếu các bạn thấy là trong những cái ngày tới thì nó sẽ dịch chuyển lên ở đâu đó ở 1190. À, thì mình nghĩ là đây à, tầm hai phiên tới ba phiên nữa thì cuối tuần này thứ sáu không thì các bạn thấy là những cái sự dịch chuyển này nó cũng sẽ lên một hai ba đúng không ba phiên nữa thì tới thứ sáu thì các bạn thấy là những cái sự dịch chuyển này nó sẽ lên đâu đó ở 1190 đúng không 1190 này 118 Thực ra chính xác của nó là 1187 1188 đó thì mình nghĩ là từ ở cái vùng này cũng sẽ là cái vùng hỗ trợ hấp dẫn rồi ví dụ như giả sử các bạn sẽ mua những cái cổ phiếu vào 1200 này ở vùng 1200 này mình nói thì các bạn các bạn có chỉ vẫn có những cái cổ phiếu để mua đúng không ví dụ như là mình nói là những cái cổ phiếu về ngân hàng à, ngân hàng và thậm chí những cái cổ phiếu về bất động sản mà mình nói rồi thì chúng ta thấy là trong giai đoạn này các bạn và anh chị nên tập trung vào bất động sản và xây dựng đó mình nghĩ là xây dựng bất động sản vẫn còn một cái tiềm năng vẫn hấp dẫn chủ yếu là chúng ta chọn cổ phiếu như thế nào còn những cái dòng mà tại sao mình nói bạn của anh chị là những cái nhóm nhóm chứng khoán nó chưa vấn đề gì đúng không và mình nghĩ là chứng khoán nó cũng cần có một cái sự điều chỉnh để về mặt ngắn hạn nó hấp dẫn hơn đó, chứ các bạn và anh chị thấy là bây giờ nó tăng cũng không tăng được nữa tại vì cơ bản thì có thể nó tăng đó nhưng mình nghĩ là cái tăng đó nó không đủ mạnh nữa các bạn, đó, tại vì các bạn bên chị thấy bây giờ ai cũng nhìn vào trứng thì gần như ai cũng thấy thì cái miếng bánh nó nhỏ lắm, nó không chi đủ cho nhiều người, đó, mỗi người một tí. thì như vậy thì những cái gì hấp dẫn thì mình nghĩ là những cái gì mà rung rũ được, rớt hàng ra thì những cái đó nó sẽ hấp dẫn hơn, giống như là bất động sản. vì tại sao như vậy thì mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ đi vào những cái chi tiết hơn chi tiết hơn à, và mình nghĩ là những cái sự hấp dẫn đó của chúng ta vẫn đang nằm ở cái hỗ trợ 1190 ở à, quanh quanh 1188 chính xác 1187 188 1188 118, 118, 118. nó sẽ hấp dẫn nhất à, và những cái vùng này mình nghĩ là nếu có, giả sử như các bạn anh chị mua thì nó cũng không quá à, lo lắng đâu chỉ còn cái là áp lực thôi áp lực về tâm lý trừ khi mà các bạn có những cái các bạn thấy là trong uh, trong những cái phi đỏ này thấy không à, gần như là các bạn muốn bán sập sàn luôn như các bạn như novaland các bạn thấy à, biến động thấy rất ghê đúng không biến động rất là kinh khủng à. như đây gồm vậy mình quan sát về bản điện mình các bạn anh chị nhìn lực bán rất là mạnh luôn à, lực bán rất là mạnh và lực mua cũng rất là mạnh và sau đó các bạn thấy lực mua xảy ra đó, thì như vậy thì cái áp lực vô cùng luôn các bạn đúng không thì trong giai đoạn này để đối diện được cái điều đó mình nghĩ là chỉ có một cách thôi đó là chúng ta giữ về tâm lý và cũng như là giữ tiền à, cho nó cân bằng để chúng ta có sức mua đúng không cho sức mua để chúng ta không sử dụng margin để trải qua cho cái đoạn khó như thế này đó, tại vì à, các bạn mà âm nhiều quá thì chúng ta bị tâm lý cực kỳ luôn nha các anh chị bạn, đó. trừ khi là không bị tâm lý thì chỉ có một cái cách đó thôi. Rồi, à, tại sao mình nói với các anh chị bạn những cái nhóm như chứng khoán mình không khoái trong đoạn này? Tại vì cơ bản các bạn các anh chị thấy nó đang tích lũy nè, bây giờ nó tích lũy tốt, mình nghĩ là tích lũy tốt thì nó vẫn có thể tiếp tục đi lên. Được không? Nhưng mà trong cái giai đoạn tích lũy này không biết nó có rơi hay không à, Mình nghĩ là vẫn chưa biết Trừ khi nào nó chỉnh về những cái hỗ trợ này à, Thì mình nghĩ là cũng sẽ là hấp dẫn cho các bạn anh chị tham gia về mặt ngắn hạn được à, ha Cái đường màu vàng này nè, như cái đường mình vẽ ở đây Nếu giả sử nó chưa phá định thì mình nghĩ là nó vẫn có nguy cơ nó chỉnh về à, Thì các bạn anh chị thấy là để nó tăng lên được thì nó phải cần tích lũy đâu đó khoảng tầm 2-3 tuần tới hai à, tuần tới nó cũng rơi rơi vào gần gần đây không à hai tuần tới thì tầm tầm giữa tháng 7 ấy giữa tháng 10 giữa tháng 10 các bạn thấy không thì cho nên nó cũng còn thời gian đó, vì rủi ro nguy cơ nó chỉnh thì đâu ai biết được giống như, như các bạn thấy là những cái cổ phiếu như vi trước đó đúng không thì các bạn thấy đâu đó tích lũy như vậy á đây nè ở đây nè các bạn thấy không đó mình không biết được nó chưa cần tích lũy xong nó rủ thì hoàn toàn xảy ra không ai biết được thì cho nên là những cái hỗ trợ này mình nghĩ là chúng ta nên canh như vậy Đúng không? Nó giống như là ngành uh, chứng khoán vậy thì cái đây là nó là toàn ngành, còn những cổ phiếu chi tiết hơn mình nghĩ là tùy cổ phiếu thôi. Bây giờ tùy cổ phiếu chúng ta coi canh ở đâu, những cái vị trí nào, đúng không? NI, VND đó, hoặc là ORS. Đó, bây giờ nó cũng tương tự như vậy, nó đang tích lũy nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ canh ở đâu? Thì cái đó mình nghĩ là chúng ta cần phải giờ đúng không? À, tại sao mình nói như vậy ha. Rồi tiếp theo là mình nghĩ là những cái chúng ta tập trung vào những cái nhóm ngành như là về À, xây dựng đúng không thì xây dựng mình nghĩ là nó vẫn đang có một cái sự cân bằng hơn đó, thì giống như là những cái cổ phiếu như FCN này mình nghĩ xây dựng rất là nhiều thì tùy cái cổ phiếu thôi nhé FCN <laughs> uhm, giống như FCN thì mình nghĩ là các bạn các anh chị thấy là gì đó, mình nói đây là cái vùng đó tương đối mất cân bằng về mặt ngắn hạn rồi thì cho nên là những cái điểm mà điều chỉnh về đâu đó khoảng tầm 17.5 cho tới 17 ở à, vùng 17 7.5 mình nghĩ là hoàn toàn các bạn tham gia được thì nó rất là gần rồi thì ngày mai thì những cái phi sau nó cũng sẽ chỉnh thêm một, một chút chút nữa đúng không à, hôm nay sàn là mình nghĩ là áp lực nó sẽ xảy ra về à, mặt ngắn hạn nó sẽ xảy ra rồi chúng ta thấy là ở đó thì chúng ta thấy nó có thể là chúng ta tham gia được à, còn các bạn nào lo lắng hơn thì chúng ta đợi nó chỉnh xong À, nó chỉnh xong đi qua ngày hôm sau nó chỉnh lại nữa thì nó không rơi nữa thì chúng ta bắt sau cũng được đó đó là những cái mình nghĩ là các bạn nhìn cho nó có một cái tín hiệu dừng rơi đúng không đó nếu mà các bạn anh chị lo sợ về mặt ngắn hạn nó sẽ tiếp tục sàn đúng không rồi à, những cái cổ phiếu như c 4 g đấy thì mình nghĩ là đây là những cái vùng mà nó cũng có những cái hỗ trợ tương đối à, thì mình nghĩ là cũng sẽ hấp dẫn thôi rất là nhiều các bạn, mình nghĩ là rất là nhiều hôm nay các bạn thấy là như VCG các bạn có hàng các bạn cũng đảo được thì những cái vùng may mình nghĩ là cận cận cái vùng 26 đúng không? Mình chia sẻ với mọi người trong những cái lần trước về VCG các bạn thấy VCG nó cũng về là những cái vùng này thì các bạn các anh chị cũng sẽ có những cái cơ hội tham gia và lướt được đó. thì các bạn mua ở đây và lên đây các bạn bán thôi, lướt hồi lên các bạn bán. Mình không quan tâm về mặt tăng tiết hay không nhưng mà đó là cái cơ hội cho chúng ta lướt chúng ta lướt và trả hàng lại để tài khoản vẫn cân bằng, Đúng không? tài khoản vẫn cân bằng. OK, thì rất là nhiều cổ phiếu nha các bạn và anh chị. đó ví dụ như HUT nè, đó. mình cũng chia sẻ phân tích với mọi người thì những cái vùng này cũng nguy cơ mà như thế này nó cũng sẽ là rủ xuống một tí nữa. đó, đó là những cái nhóm ngành xây dựng mình nghĩ là nhóm ngành xây dựng rất là nhiều. các bạn, các anh chị cần chi tiết hơn thì có thể là comment dưới cái video này hoặc là comment trực tiếp cho mình hoặc là các bạn có thể là comment vào cái room. À, cái room cộng đồng các bạn nào chưa có room cộng đồng thì có thể là join vào cái link dưới mô tả đó trên telegram hoặc là trên zalo à, thì các bạn có thể comment mình sẽ trả lời cho các bạn và anh chị thôi nó à, có thể là ngoài giờ thì nó hơi chậm một tí à, tại vì mình có thể công việc nhưng mà trong mà giao dịch buổi sáng các bạn mà hỏi mình sẽ trả lời liền được không? rồi à, đạt phương này các bạn à, rất là nhiều cổ phiếu à, thì các bạn thấy là đây những cái vùng mà cũng thể làm nhặt được bên này là cũng nhặt được rồi <laughs> rồi những cái cổ phiếu mà như là bất động sản thì các bạn thấy là dòng bất động sản là một cái dòng mà khá được chỉnh khá là sâu rồi không oh, điều chỉnh khá là sâu một nhịp hai nhịp thì à, những cái vùng này mình vẫn đánh giá là nó nhìn về xa các bạn thấy là nó vẫn là đáy đúng không nó vẫn là đáy đây là toàn ngành thì toàn ngành nó có rất là nhiều cổ phiếu về những cái cổ phiếu mình nghĩ là như dg thì nó vẫn giữ được giá nó không điều chỉnh nhiều thì mình vẫn đánh giá đó là một cổ phiếu mạnh về mặt ngắn hạn đó, thì cho nên mình có hai cái điểm mua cho các anh chị của bạn đó là 27 và 25 đó thì cho nên là đây là những cái vùng các bạn đang mua ở đây thì mình nghĩ là hôm nay là hẹn có về rồi đó, thì các bạn nào mua những cái vị thế mua trước thì vẫn đang có lãi nhẹ Đúng không đối với những cái cổ phiếu như DG rồi như đất xanh đất xanh thì nó cũng không có về vị trí mua đó, thì mình vẫn kiên nhận chờ tiếp Đúng không thì chúng ta coi nếu chúng ta giao dịch thì các bạn thấy trong một ngành đó chúng ta chọn cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ chờ cổ phiếu đó thì mình là người đứng trên phương diện chia sẻ thì mình thấy cổ phiếu nào về mình sẽ mua cổ phiếu đó còn cổ phiếu nào chưa về thì nó không có điểm mua thì không có điểm mua mình sẽ không mua đúng không rồi như là Novaland ngày hôm nay thì các bạn thấy là nó cũng có những cái nhịp điều chỉnh đó thì những cái vùng đây của mình nói các bạn nè đâu đây các bạn nào có hàng sẵn thì canh mua rồi lên lướt bán đi đúng không không có giữ được lâu tại vì những cái vùng này không phải là những cái điểm mua mà gọi là hấp dẫn cả thì các bạn thấy là những mình chia sẻ những bạn những cái điểm mua vàng đó là những cái điểm khoảng cách tây cộng đó những cái điểm này đó các bạn thấy không rủi ro cái nó rủ về cái nó cũng về đây thì những cái vùng này mình nghĩ là ok tại vì đây là những cái vùng mình nghĩ là vùng hỗ trợ về mặt dài thì nó vẫn có thể rung rủ thì chúng ta là trong thời gian này nó vẫn có thể rung rủ nữa đó và nó có thể rung rủ về những cái vùng hỗ trợ tiếp theo nhưng cái quan trọng là các bạn các anh chị thấy là gì cái hoảng loạn của cổ phiếu Novaland rất lớn đó, Novaland rất lớn, mình nghĩ là cái đà này nó vẫn phải chịu trong đâu đó khoảng tầm thứ năm, tới thứ năm luôn, tới thứ năm thì lúc đó các bạn thấy qua thứ sáu nó sẽ đỡ hơn đối với Novaland. Đó. Và những cái cổ phiếu như HDC, đây, HDC thì nhìn xa thì các bạn có chị thấy là như mình có chia sẻ với mọi người những cái điểm mua đó, của HDC và lên đây mình bán một phần. Đó, thì bây giờ các bạn thấy nó chỉnh về 34 đó mình cũng có chia sẻ với mọi người để tham gia nhưng các bạn thấy là nó vẫn chỉnh về 33 thì những cái điểm 33 này vẫn là một cái điểm mua đẹp và để làm việc mua đẹp đó thì bây giờ chúng ta coi nó có chỉnh về đây không mình nghĩ là vẫn là điểm mua thôi của hdc hdc vẫn là canh mua được đó các bạn nào canh thì canh vẫn canh mua được và các bạn nào có rồi thì cái mình nói là rồi những cái vị trí này thì các bạn canh thì vẫn mua được vẫn bình thường ha bốn năm và vẫn chịu nhiệt được đó và những cái giai đoạn này các bạn thấy không thị trường nó đang về những cái vùng hỗ trợ tương đối thì chúng ta phải rải lệnh mua à, không chắc chắn được những cái vùng hỗ trợ như thế này của những cái lần thứ hai đúng không nhưng mà các bạn vẫn rải lệnh được mua ở à, mình nghĩ là nó sẽ sẽ về đâu đó quanh quanh cỡ 33 thôi trong những cái lần này nó chỉ rung rũ đâu đó quanh ba nhưng mà nói, nếu giả sử trong tuần này mà nó có nhúng một lần nữa thì mình nghĩ là à, nó vẫn đâu đó những cái vùng gần gần bên đây đúng không đó tầm tầm cỡ 32.3 đây và 32.3 32.4 cũng là một cái vị trí đẹp cho đối với HDC. Bên này HDC là tầm uh, tầm 3 tầm qua tháng 10. À, tầm qua tháng 10 là các bạn các anh chị thấy là HDC sẽ rất hấp dẫn. Ok. À, nhìn như thế này ha, mình nghĩ là bất động sản thì mình có chia sẻ với mọi người một cái list rất là nhiều, không chỉ riêng về những cổ phiếu này. Và hôm nay các bạn thấy là những cái cổ phiếu như là về về bất động sản khu công nghiệp vẫn rất hấp dẫn như là mình nghĩ là SSC mình thấy là rất hấp dẫn đây rồi như là cổ phiếu mà TIB như mình cũng chia sẻ cho mọi người ở những cái phần phía trước đó. thì bây giờ các bạn một anh chị thấy là nó cũng khá hấp dẫn đúng không các chị bạn thì các bạn các anh chị thấy là về TB cũng rất hấp dẫn đúng không? thì như mình thấy là để mà nói được cổ phiếu này mình nghĩ là các bạn nên tham gia vào những cái uh, uh, khóa học uh, về IG. Mình nghĩ là trong uh, cuối tuần này mình sẽ tổ chức uh, về cái lớp học này và các bạn anh chị nào mà chưa đăng ký tham gia có thể tham gia. Ok ha. Đó đặc biệt mình nghĩ là sẽ có những cái ưu đãi dành uh, cho các bạn của mình. Rồi thì đó, thì chúng ta nhìn về cái đồ thị xa hơn thì chúng ta thấy là mình nghĩ là cái mục tiêu cho cổ phiếu này nó vẫn còn hấp dẫn hơn. Đó vùng 3x nhưng mình nghĩ là đó là cái vùng mà cũng thấy là về tương lai à, về tương lai ha còn với những cái vị trí như này mình đã chia sẻ với mọi người đây có hàng sẵn hết rồi đó, những cái vị trí hai 8 đó, và cũng như mình thấy là những cái sự rung rũ lại mình đó mình chia sẻ với mọi người rồi đó, liên tục trong những cái ngày này nó chỉnh về những cái vùng này rất hấp dẫn rồi vì cơ bản mình thấy là chỉnh nó đã có những cái tín hiệu rồi nó chỉ có về mặt ngắn hạn nó không quá mạnh thôi nhưng về mặt dài hạn nó đang rất mạnh đó, và có một cái nữa các bạn các anh chị là nhìn về thanh khoản ở đây các bạn không giống như Ờ, mình thấy là các bạn anh chị nhìn vào thanh khoản, giao dịch nó không có không có thanh khoản, thực ra không phải không có, nó vẫn có. chủ yếu là các bạn nhìn vào thanh khoản, nhìn cái vô chúng ta giao dịch như thế nào với nó thôi. Đó, đúng không? Ờ, khi các bạn thấy là những cái cổ phiếu mà không có thanh khoản lên đây nè, khi mà tăng trần mầm âm mầm âm, 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 như TCO nè, đúng không? thanh khoản lên vọt liền đúng không? thanh khoản tăng vọt liền. các bạn thấy là rõ ràng thì những nhà đầu tư về mặt ngắn hạn người ta sẽ thấy cứ tăng thì đó xuất hiện đầu cơ đu giá bạn thấy rõ ràng khi mà giảm cái là đu giá rất nhiều. Đó, nhưng mà thực chất các bạn phải hiểu là đây là những người đầu tư ở dưới người ta bán ra. Có những người đầu tư bán ra nhưng vẫn có người đu vào, đúng không? Đua vào, đây là đua vào, đua vào, đu vào. Đó, nhưng mà thực chất là các bạn thấy là một cái lượng bán hàng lớn, một cái lượng bán lớn ra đối với bên ngoài. Đó. Ok, thì những người gom phía trước bạn thấy là họ bán ra. Rồi đó là những cái cổ phiếu về bất động sản. Hiện tại là như cổ phiếu bất động sản thì có à. vít nè hả vít nè đúng không đây là cổ phiếu mà mình nghe <laughs> thôi bây giờ nó cũng chỉ là nằm lanh lan quẩn đây mình nghĩ là ít nhất cũng phải tích lũy tầm hai uh, ba tuần tới à, cũng khá là lâu à, nói chung là đây nó lại rơi như thế này thì nó lại rơi vào cái vùng dài hạn rồi đó, các bạn nào mà ngắn hạn thì thôi nếu mà chúng ta đã xác định ngắn hạn thì thôi thoát, thoát. không? xác định ngắn hạn thì thôi thoát các bạn đó, để chúng ta làm cái khác khác còn những cái vùng này mình nghĩ nó nó thuộc vào dài hạn rồi nó thuộc về dài hạn rồi rất là khó mình không 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 quan tâm nữa thì ở đây thì thường thường các bạn các anh chị thường thường là ngắn hàng còn những cái điểm mà dài hạn thì chúng ta hãy là chịu nổi mình nghĩ là chịu nổi không à, chứ còn mình nói nó đi nó lại hoài cũng vậy thôi tại vì đó là những cái vùng mà đã xảy ra thì nó chỉnh về vùng dài hạn thì thôi chúng ta thấy là rất lâu nó rất là chậm đó chúng ta nên chọn những cổ phiếu có xu hướng hơn còn những cái cổ phiếu này nó đã mất xu hướng rồi và khi mất xu hướng như này thì nó sẽ tích lũy lại rất lâu và nó chỉ hồi phục rồi đó là những cái cổ phiếu như là à, như vít và vinhome à, vre như thế nào lâu rồi không coi vre thì vre các bạn thấy là các cổ phiếu này mình nghĩ là các bạn đừng có mua đuổi những cổ phiếu này á nó dạng là dạng tích lũy các bạn đúng không một cái dạng tích lũy trong dài hạn rồi thì nó không tăng được đâu đó các bạn nọt canh mà mua đuổi mua tăng thì rất là khó các bạn chỉnh thì chỉnh về cái nền các bạn xem cái nền nó đâu đó, thậm chí nên những phá nền nữa các bạn sẽ tham gia còn không thì thôi đó đây là những cái cổ phiếu dạng dạng đặc biệt như vậy rồi um, tiếp tục thì chúng ta đi qua với những cái nhóm ngành khác đó là những ngành ngân hàng thì ngân hàng thì mình nghĩ là ở đây nó vẫn có là một những cái cổ phiếu đây mình nghĩ không các bạn thấy nó chỉnh về những cái vùng hỗ trợ này đó, thì mình thấy là có những cái cổ phiếu như Techcombank Techcombank nó cũng chỉnh chỉnh về nè các bạn đó, thì các bạn thấy là ngày hôm nay mình thấy là cái hỗ trợ nó vùng gần gần 33.7 6 đó nhưng mà nó về 33.8 thì mình nghĩ là cũng mua được mình nghĩ là mình thấy mình cũng mua được tại vì ở cái vùng 34 này là có hỗ trợ rồi thì hỗ trợ ngắn này nó chỉnh xuống một tí đó thì mình nghĩ 34 cũng là một cái điểm mua được rồi còn những cái điểm mà nhúng như này mình cũng lường trước cho các anh chị bạn đó thì chúng ta sẽ canh khi mà có vị thế rồi các bạn canh những cái vùng hỗ trợ như này các bạn mua mình nghĩ là rất là thoải mái đối với lại uh, Techcombank thôi không có vấn đề gì cả các bạn mình nghĩ là hôm nay thì có như STB STB thì mình lại có thấy có một cái tín hiệu vượt đỉnh nữa nè các bạn, được không? nhưng mà không quá mạnh Như các bạn thấy là canh những cái sự rung lắc lại các bạn có thể tham gia được mình nghĩ là đây là những cái điểm ngắn hạn của STB thôi không có tham gia để nắm lâu được đúng không? mình nghĩ là rất là khó còn nếu mà nó thuận lợi cho các bạn holding đó thì chúng ta thấy là chúng ta hold nếu chúng ta mua lại những cái vùng ở dưới đây đúng không? À, nếu mà giả sử như chúng ta chiến thắng thì mình nghĩ là chúng ta có thể hold được có thể hold được còn mà các bạn mà mua sai thì mình nghĩ là phải sử dụng cắt lỗ ngay đây những cái chiến lược gọi là mua ngắn hạn thôi đó, không có đầu tư được giai đoạn này không có dài hạn được nha đó tại vì các bạn mà nhìn chị thấy là nó cũng là một cái nhịp hồi phục rất là lớn oh, rồi qua wow, VIP đây VIP cũng chỉnh về những cái hỗ trợ này các bạn thấy không thì như vậy thì nếu như giả sử các bạn các anh chị mua đuổi trong những khu vực này đó, mua đuổi đây các bạn thấy không quay trở về hết và thậm chí các bạn mua đuổi đây đó, thì về đây các bạn thấy không nếu giả sử hàng về là hàng về cây này các bạn không bán thì quay lại các bạn cũng hòa vốn hoặc là có thể lỗ nhẹ và gây ra nếu giả sử như các bạn Các anh chị không biết được những cái vị trí này đang là hỗ trợ rồi thì tâm lý à quay các bạn các anh chị tâm lý ok đó là ngành ngân hàng mình nghĩ ngành ngân hàng chỉnh như thế này cũng là một cái điểm tham gia được không có vấn đề gì cả các bạn các anh chị ha rồi nhưng mà mình nghĩ là vẫn tập trung vào hai cái nhóm ngành đó là dòng à, ngân uh, bất động sản, ngân hàng, đó. mình nghĩ là ngân hàng một tí cũng được, nhưng mà mình vẫn ưu tiên về bất động sản hơn, tại vì mình bất động sản có xu thế hơn rất lớn. Đó, và những cái nhóm ngành xây dựng, đó. Đó, thì ngành xây dựng ngày hôm nay mình cũng khá đáng tiếc với CTR, mình cũng chia sẻ cho các bạn từ sớm, đúng không? À, canh về đây mình sẽ mua, đó, về đâu đó khoảng 77 mình sẽ mua, đó, nhưng mà nó không về, nó chỉ thấp nhất của nó là 77.7 thôi, nó cũng bị bỏ lỡ một tí, đó, thì đâm ra nó bị bỏ lỡ như này thì mình cũng khá là tiếc tại vì nó cũng không có tín hiệu về mặt ngắn hạn lắm đây ngắn hạn về CTR các bạn thấy là cũng không có tín hiệu lắm đúng không nó nó lên tới đây rồi mới có tín hiệu à, thì thôi à, như vậy thôi chúng ta bỏ à, chúng ta có thể để nó tạo nền lại mình nghĩ là để nó tạo nền lại hoặc là tích lũy ok hơn mình sẽ tham gia sau cũng được tại vì cái đà tăng và cái xu hướng tăng của nó vẫn còn rất lớn đối với CTR thì chúng ta canh những cái nhịp sau của ok cả không sao cả ok ha rồi, ngày hôm nay như vậy thôi và mình nghĩ là quan trọng thị trường vẫn cần có một cái nhịp điều chỉnh tiếp tục Cho nên là các bạn và các anh chị có những cái nhịp hồi về mặt ngắn hàng Nên hành động như thế nào để chúng ta cân bằng cái tài khoản và chờ một cái nhịp rũ cuối cùng Cái nhịp rũ cuối cùng rất quan trọng và chúng ta có thể nếu thành công Mình nghĩ là thị trường của ta và cái target mình nghĩ là 1335 Hướng tới, đó các bạn nhớ cái mốc target của mình nha 1335 Ok, cảm ơn các bạn và anh chị rất là nhiều và chúc mọi người buổi chiều thật nhiều vui vẻ và tràn đầy năng lượng, bình tĩnh, giao dịch Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ dẫn tới thành công trong tương lai Ok, cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều và các bạn quan tâm Yêu bình mình thì có thể like, share và thả mình cái tim ở dưới của bình luận Còn các bạn có anh chị có cái mã gì cần để lại thì có thể comment ở phía dưới Ok nha các bạn ha Đó, Và đặc biệt hơn các bạn có thể mời mình ly cà phê tại uh, bên kia, bên kia các bạn ha VBank À các tài khoản ngân hàng à, có tầm à, đâu đó 2 4 6 8 9 số. À, 4 Đó 410081989. Ok ha. Và đặc biệt các bạn và các anh chị có tài khoản ở RI, VPS thì có thể chuyển qua mình ha. ai RI ID 1791. Còn à, VPS là X530. Các bạn của anh chị có chưa có thì có thể liên hệ Bình, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bỏ tài khoản rất là nhanh. Ok ha, bây giờ không cần kỹ giấy tờ gì hết nha các bạn, đều làm online mình nghĩ là 5 đến 10 phút, lắm ta làm chậm lắm thì 15 phút là xong. Ok, bye bye và gặp lại mọi người.